Đến với tần số tình yêu mà Thiện Thông lại chọn một cái bài Em ơi nhớ nhé. Chị nghĩ chắc bốn bạn trong cái phòng trong kia chắc phải nhớ rồi. À, có Thiện Thông chắc phải thêm một bạn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đầy đủ chương trình mình ha. Dạ mời bạn Công Toại. Hai bạn hôm nay hai cái thời trang khác nhau. Một bạn lịch sự áo áo gọi là gì ta? Ghi lê. Áo ghi lê chứ. Một bạn ở đây bụi bụi, giới thiệu một tí xíu về mình đi. Xin kính chào cô Việt Hương. À dạ, chị Việt Hương. Dạ, chào anh Trần Thị Vinh và tất cả khán giả có mặt trong trường quay của tần số tình yêu ngày hôm nay. Mình tên là Nguyễn Thiện Thông, năm nay mình 30 tuổi. Hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Huế, mùng mưa. Cô ấy là người anh thương, thương nhiều đến mức chẳng dám chung đường. Đành gác lại mối tình của thanh xuân, đón chờ một mối tình của trưởng thành. Chẳng còn những cố chấp của một chàng trai ngoài 20, chẳng còn muốn ràng buộc cảm xúc, chẳng quan niệm đúng sai. Cứ thế tay nắm chặt, bước từng bước qua nhiều bình minh, được không em? Công việc của mình đó là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ken, chuyên đào tạo Anh ngữ và tư vấn du học. Công ty là do mình tự sáng lập và mình là giám đốc điều hành của công ty luôn. Còn Công Toại. Xin chào tất cả mọi người. Thì anh tên là Công Toại, hiện tại là 32 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chia tay mối tình gần nhất, anh đã từng tự nhủ, đến một ngày khi mỗi người đã có những khoảng trời riêng, chúng ta sẽ cùng ngồi lại ở nơi nào đó, nhìn nhau bình thản và mỉm cười, ngắm nghía hạnh phúc trong mắt người đối diện. Hy vọng hạnh phúc nơi đáy mắt anh sẽ là cô gái mà anh sắp bắt sóng tần số ngay sau đây. Là công việc hiện tại là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản. Rất là trẻ, đẹp trai, nhất định chị sẽ ráng làm mai làm mối cùng với ông Mai Trường Thế Vinh. Và giờ phát sóng của chúng tôi là 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến về vị trí để bắt đầu nha. Xin mời. Mời. Và bây giờ là cái vòng quan trọng đi tìm tần số. Chổng là bốn bạn gái, mình là anh trai. Có nhiêu tần số mình phải cho rung động nha. Dạ. Để các bạn nắm được mình nha. Xin mời bốn bạn gái. Thấy cái dáng ngồi thấy ngon lành rồi. Xinh xắn không? Mời bạn số 1. Vâng ạ, lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào đến hai MC duyên dáng của chương trình và hai bạn nam ạ. Chắc MC quá. Vâng ạ, em tên là Lại Phương. Hiện tại em đang 28 tuổi, đang là một nhân viên kinh doanh của một trung tâm triển lãm và hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra em cũng là một người mẫu và MC ạ. Rất là mong rằng hôm nay đến với chương trình ạ. Lúc sáng thì em đi chỉ có một mình thôi và khi về thì sẽ được đi hai mình ạ. Rồi mời bạn số 2. Xin chào toàn thể mọi người và hai bạn trai dễ thương bên kia. Mình tên là Ngọc Anh, mình hiện tại đang là ca sĩ và môi giới bất động sản. Quan niệm trong tình yêu của mình là yêu là phải giúp đỡ nhau để mà càng ngày càng phát triển hơn. Thì mình mong rằng đến đây mình sẽ tìm được cái người nào đó để giúp đỡ mình phát triển hơn. Đến cái tuổi 30 thì mình có thể mua nhà được ở thành phố. Là xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Mời bạn số 3 ạ. Mình đến từ Hà Nội, hiện tại mình đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là kỹ thuật viên bên thẩm mỹ viện. Em ơi, em số 3 em tên gì ạ? Dạ em là San San ạ. Hôm nay nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 24 ạ. Mời bạn số 4. Em xin chào chị Việt Hương và anh Trương Thế Vinh ạ. Xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mỹ Hương. Năm nay em 22 tuổi và em đến từ thành phố Hà Nội ạ. Em thích đi du lịch, hát và thích coi phim hoạt hình ạ. Trong tình yêu của em thì em chỉ cần một người hiểu em và suy nghĩ cho em là được rồi ạ. Nhưng mà nếu mà các anh có ngại ra Hà Nội á thì cứ để em sẽ tìm tới các anh. Hương cũng chia sẻ với các bạn nữ trong đây là hai bạn của tôi là có công ăn việc làm ổn định. Việc thứ nhất, thứ hai là người ta tới đây kiếm để lấy vợ luôn vì số tuổi 30 tới 32 tuổi rồi. Cho nên là bạn nào ở trong đó mà có ý muốn thành gia lập thất là cũng phải nói luôn ra ngoài đây nhà trai của chúng tôi. Dạ, bê sẵn chầu cau.
hú một cái là gia đình tôi đặt xuống liền nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ốp lưng điện thoại của bốn bạn gái để biết được cá tính từng bạn như thế nào ha. Xin mời. Cái cô số 2 này đúng như cô lời giới thiệu, gây ấn tượng từ cái ốp lưng. Thông ấn tượng với cái ốp lưng nào? Dạ thưa chị Việt Hương, là em cảm thấy ấn tượng nhất về cái ốp lưng số 4. Số 4. Cái hình hoa văn gỗ đỏ như vậy á. Hoa văn gỗ, tinh tế ha. Rồi còn Toại thì ấn tượng như cái nào? Em vẫn ấn tượng nhất là cái ốp lưng của bạn số 2. Đúng không? Nhìn thấy tiền mà chất thành núi mới ghê chưa? Vinh ơi! Còn dạ. Em thì em ấn tượng với cấp lưng nào? Em ấn tượng với bàn tay bạn số 3. Tại bàn tay đẹp đúng không ạ? Đúng rồi. Bàn tay bạn số 4 cũng đẹp nha. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình xem cái màn hình khóa được không ạ? Xin mời màn hình khóa. Một lần nữa Toại với lại Thông lại thấy ấn tượng với lại cái màn hình khóa nào? Nếu như mà nhìn vào thì ốp lưng thì em là thích cái ốp lưng của bạn số 4. Nhưng mà nhìn vào màn hình khóa thì em là thích cái màn hình khóa của bạn số 3. Coi bộ bạn Thông này bạn lãng mạn lắm nha. Dạ. Hồi nãy cái ốp lưng thì thích bạn số 4 tại vì là điêu khắc gỗ. Nhưng mà bạn số 3 mở màn hình khóa lên thì đẹp quá. Hoa này là hoa gì bạn ha? Dạ hoa lan ạ. Em vẫn thấy ấn tượng với số 2. Vẫn thích số 2, kiên trì. Bạn số 2 ơi, hai bé đó là ai vậy ạ? Dạ là cháu của em ạ. Nít đó vô tư chụp tấm hình y hình mẫu. Dạ em cho em hỏi anh Tài là bao giờ anh có ý định lập gia đình à? Đúng như là nãy chị Hương nói luôn á, là đến cái tuổi này thì có thể là phải cưới gấp rồi đó. Tìm hiểu được là cưới liền. Đúng rồi. Sao không nói mình nôn kia ta? Gấp dữ vậy. Ta 32 rồi, còn gần 40 như em rồi bỏ qua luôn rồi. Có thì nói tội em thì em nhỏ là khẽ lắm. Á. Em tưởng là 20 dạ, luôn chứ. Cho em hỏi hai anh là có thích con nít không ạ? Anh thích cực kỳ luôn em. Còn Thông? Mình thì có ba đứa con nuôi. Ba đứa con nuôi. Trong đó có một đứa con nuôi là tên của nó là do chính em đặt luôn. Vậy hả, tên gì em? Dạ tên là Hoàng An ạ. Hoàng An. Dạ. Những cái đứa nhỏ này á là con của những cái bạn thân của em nhận nuôi và em xem nó như là con gái của mình. Thường hay tổ chức đi chơi chung, gặp mặt nhau, em cũng có chia sẻ và dạy dỗ những cái đứa đó những cái chuyện nhỏ thôi. Vậy là con đỡ đầu thôi. Dạ, anh có một cái chuyện muốn chia sẻ đó là trong gia đình của anh á thì trong gia đình của em á thì em là cháu trai độc nhất, cả bên nội bên ngoài thì chỉ có một mình em là cháu trai thôi. Con trai một, nội ngoại hai bên chỉ có một mình Thông. Dạ, cho nên là em không biết là liệu bạn gái số 2, bạn có cảm thấy áp lực không nếu như mình phải về làm dâu ở một cái gia đình như vậy, có cái đặc thù như vậy? Mời bạn số 2 trả lời. Dạ không anh, nếu mà để mình thương nhau mà mình ví dụ như là mình đi theo chồng mình rồi thì giống như là nhập gia thì tùy tục á, thì mình phải biết chu toàn là hai bên gia đình. Cho mình hỏi bạn số 1 nha, hình như là bạn thích đi du lịch lắm đúng không? Dạ đúng rồi ạ, em rất là thích đi du lịch ạ. Cảnh này bạn tự chụp hay là bạn lấy ở đâu về? Cảnh này thì em lấy ở trên mạng, nhưng mà hiện tại em rất là thích biển. Những cái lúc mùa buồn á thì em rất là thích đi du lịch, cũng như rất là thích ngồi ở dưới biển để mà cảm giác cho mình cảm giác thoải mái hơn ạ. Nghe có vẻ lãng mạn ạ. Và anh có thể cho em hỏi chút xíu là anh đã từng đi biển ở đâu chưa ạ? Quê anh là biển luôn rồi. Quê em là cũng biển luôn á anh. Quê em ở đâu? Dạ ở Phú Yên ạ. Gốc em ở đâu vậy? Dạ em ở Cà Mau. Phú Yên. Dạ. Cà Mau rước dâu ngon à, phải ghé thành phố Hồ Chí Minh cái gặp tụi tôi cái nha. Mời chị Dũng vô đây. Đúng rồi chứ. Phú Yên có một cái bãi biển rất đẹp, đó là gành đá dĩa hả em? Dạ đúng rồi ạ, gành đá dĩa ạ. Đẹp lắm hai em. Dạ rất là đẹp ạ. Nếu mà có dịp thì em cũng rất là muốn mời hai anh chị và ba bạn nữ và cũng như hai bạn nam ghé vào Phú Yên ạ. Mình xem cái màn hình rồi mình cũng chưa có hiểu họ lắm. Bây giờ cho xem cái sau khi mở khóa mình coi bạn số 1 trước đi ạ. Bạn gạt qua ngang qua cho mọi người nhìn coi bạn sắp xếp cuộc sống như sao, xinh quá trời. Nhưng mà như vậy lộ mặt không? Dạ hình ảnh này là của chị Tư Cẩm Ly ạ, là một người một ca sĩ mà em rất là thần tượng ạ. Trời ơi chị Cẩm Ly ơi, chị Cẩm Ly hình ra nãy vừa mới chiếu màn hình ai của nó sao đẹp quá. Dạ đó là chị Ly. Dạ hai anh có thể cho em hỏi một câu ạ? Em thì thầm rất là thần tượng chị Cẩm Ly, còn hai anh thì có thần tượng một cái ca sĩ nào không ạ? Thần tượng chị Việt Hương em. Đúng chuẩn luôn. Em nghĩ chị Việt Hương là thần tượng quốc dân rồi, ai cũng thích chị Việt Hương cả. Xạo xạo á, phải ngồi đây nói vậy em, cái thật ra thích Cẩm Ly lắm. Và hai anh có thể cho em hỏi thêm một chút xíu đó là thể loại nhạc mà hai anh thích là gì được không ạ? Anh thì thích nhất là bolero. Dạ. Tại vì ở dưới miền Tây á. Dạ. Thì một là bolero, hai là cải lương thôi. Không biết là em công việc của em có gì mà em dùng cái thước đo nhỉ? Hiện tại công việc chính của em là một nhân viên của trung tâm triển lãm cưới tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Nếu mà cô dâu chú rể mình đặt tiệc á thì sẽ xem kích thước sảnh bên em cũng như là xem về các cái mẫu trang trí á, thì em sẽ sử dụng những cái tính năng này để phục vụ cho công việc của mình. Có thể cho tụi anh coi những cái hình mà
trong công việc của em được không? Dạ được. Nhớ lựa những cái hình mà đừng có mặt đấy. À, hình gia đình kia. Dạ. Hình hồi nhỏ cũng được. À. Đây là hình lúc nhỏ của em. Trời ơi. À, hai anh có thể cho em hỏi một câu nữa là lúc thời gian rảnh rỗi thì hai anh sẽ làm gì ạ? Khoan khoan, em cất cái hình đi, em nuốt nước miếng. em muốn đáng đổi là anh ơi, đặc thù công việc của anh phải làm việc rất là dài, từ 7-8 giờ sáng cho đến có khi đến 9-10 giờ đêm về, chỉ có nghỉ được khoảng cỡ tầm khoảng cỡ 1-2 tiếng rồi lại phải lao đầu vào công việc tiếp, bởi vì cái áp lực của một người đứng đầu. Với cái tính chất công việc của anh là khá là bận như vậy, thì nếu mà anh có bạn gái thì anh sẽ sắp xếp công việc cũng như là dành thời gian cho bạn gái của mình như thế nào ạ? Đối với anh, ai cũng chỉ có một ngày, cũng 24 tiếng thôi, chỉ khác nhau ở chỗ đó là vì thương nhau, vì nhau mà dành thời gian cho nhau. Nếu như anh có bạn gái thì kể cả bạn gái có ở xa hay như thế nào nữa, anh vẫn sẽ cố gắng sắp xếp. Em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh vẫn có thể dành ra thời gian anh làm việc từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Và tối thứ sáu anh sẽ bay vào thì luôn ở chơi với em thứ bảy, và thứ hai em về lại. Nói câu này chịu. Còn nói gì nữa, kèo cứng rồi. Bây giờ cho tôi xem màn hình của bạn số 2 đi ạ. Lướt qua bằng Ngọc Anh này, ba mẹ hai em. Dạ đúng rồi chị Việt Thương. Đây là ba này mẹ. Là kỷ niệm ngày cưới hay là ngày cưới ạ? Cái này là đám cưới của chị gái em á. À ba mẹ đi làm xuôi. Dạ ha, gả chị mẹ xin vậy là em phải xin rồi. Ôi trời ơi, trời đất ơi, cái list nhạc cái gì cái đâu mà cái list nhạc đúng ngay cái gu của em luôn. Em là rất thích cái ca sĩ Lê Quyên mà nghe hình như là nhạc sầu không luôn nha. Có bao giờ có bồ chưa? Dạ em có rồi. Có thất tình không, sao nghe nhạc buồn không vậy? Dạ đúng như vậy. Em thích nghe nhạc buồn chị Vị Thương. Dạ giống em, kể cả lúc em không có cái gì buồn cả em cũng thích nghe nhạc buồn thôi, vì đó theo em nghĩ đó là một cách tốt nhất để mà nuôi dưỡng tâm hồn mình. Em phải về với đội của anh, đội uống sâu tím Huế nữa ha. Dạ. Chiều buồn mưa lất phất rồi. Dạ đúng rồi chơi. Xong rồi người bồ ngồi tóc xõa dài dài, mặt buồn buồn tuyệt vời luôn. Tuyệt vời chị buồn lắm. Dạ. Chị ở ngoài đó đóng phim tháng thôi chị xin về á, tại vì trời mưa buồn lất phất. Dạ. Em về Cà Mau cô. Bây giờ mình coi tiếp hình đi ha. Cái gì vậy? Tiếng Hàn Quốc. Dạ em đang học hả? Trước em có tìm hiểu về tiếng Hàn á, tại ngày xưa em thích coi phim Hàn Quốc nên em mới tìm hiểu một chút xíu về tiếng Hàn. Thể loại phim của các anh thường coi là thể loại phim gì ạ? Anh thì thường coi là phim hành động thôi. Phim hành anh thích phim hành động hơn. Trai là phim hành động. Còn Thông? Thông thì thích xem phim kiếm hiệp. Nhỏ coi phim tình cảm Hàn, khóc lóc, thế nào cũng có ung thư bệnh viện gì. Và mai mốt mà về nhà mà gặp vợ lúc nào cũng coi phim Hàn Quốc tình cảm thì mấy anh có chịu coi chung không? Anh cũng thương hay xem phim Hàn Quốc mà anh vừa mới đây nhất là đang xem lại Bồ Hầu Về Mặt Trời. Nhưng Ngọc Anh ơi, mình cũng phải tiết chế hai em. Chứ đi làm cả ngày về mệt, mở cửa ra thấy bà vợ u sầu ngồi kế bên coi phim Hàn Quốc khóc hoài cũng mệt tim. Cho nên mình cũng sẽ thay đổi coi chút xíu phim hành động với chồng, coi chút xíu phim kinh dị, phim ma rồi gì la lối gì núp vô bờ vai của chồng rồi gì chứ ha. Dạ. À, còn khi nào coi phim này thì lâu lâu coi một bộ thôi, chứ mà em coi ngày tháng chị là chị ruột em mà em coi ngày tháng chị cũng không chịu nữa nha. Ngọc Anh vui lên em. Dạ phim Hàn Quốc thì em thường thường là cũng có những phim hài rất là hay, giống như là Gia Đình Là Số 1 á. Ừ đó, dạ, coi mấy phim vui vui nha em. Cho mình qua cái màn hình của bạn số 3 nha. Anh thấy là em rất thích đọc sách, có 4 cái app sách trên một cái màn hình đó. Thì không biết là em thích xem là gì? Em thích xem sách về đầu tư kinh doanh ạ. Dạ. Wow. Ví dụ như cuốn nào em có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Ví dụ như những cái sách nổi tiếng như là Đắc Nhân Tâm, Nhà Giả Kim hoặc là Dạy Con Làm Giàu. À, toàn là kiếm tiền thôi. Cho em hỏi anh Thông là có biết nấu ăn không ạ? Anh biết nấu chút đỉnh thôi, không dạ. Không có giỏi lắm. Dạ không sao, tại vì em nấu ăn giỏi ạ. Dạ không sao, tại vì em nấu ăn giỏi ạ. Oh. Vì bản thân em, cái niềm hạnh phúc nhất đó là khi mình về nhà có cơm lanh canh ngọt, có vợ của mình. Em về sớm em sẽ cùng với vợ nấu ăn, em sẽ đi chơi cho vợ. Nếu như vợ cần em vẫn có thể là chăm con hay có thể làm mọi thứ. Wow, Thông ngọt ngào quá trời mà còn là làm hết việc nhà cho vợ nếu đi làm về sớm. Mà thường anh hay làm về trễ lắm em. Rồi bây giờ cho chị coi màn hình của bạn số 4 đi. Ui đẹp quá. Em với bạn San San đều là ở Hà Nội. Không biết là hai anh có muốn ra Hà Nội một chuyến không ạ? Không, từng lát hai đứa chọn số 3, số 4 mà hai đứa một đứa đi chung luôn. Em nghĩ là hai anh nên nghe chị Việt Hương đi ạ. Dòng cũng gãi Hà Nội nghe nấu tán chạy cho tiếng chạy chị Hương á. Tán chạy ha. À, cho em xin lỗi là em muốn hỏi hai anh là bao nhiêu tuổi là các anh muốn lấy vợ ạ? Nghe bây giờ luôn em. Nghe bây giờ luôn ạ. 32 rồi còn gì? Không, bao giờ lấy? Giờ em thì thực tế hơn một chút, phải 5 năm sau. 5 năm thêm về để chỗ đó cho anh Vinh. Dạ thì không, đi đó là cả suy nghĩ của em. Nhưng mà nếu như trong cái quá trình mà tìm hiểu nhau thì tôi cảm thấy
cân nhau quá rồi thì tất nhiên cái con số đó sẽ giảm lại được. Tôi nghĩ trẻ lắm là 5 rưỡi, 32 tuổi cưới được rồi. Giờ bây giờ tìm hiểu cái điện thoại cổ này đẹp quá nè. Xem một chút xíu hình ảnh của em đi Ngọc Anh. Mỹ Hương. Mấy người tin Hương đẹp lắm. Ví dụ như chị thôi. Cô nhớ thiệt buồn quá tụi con. Không, mình nhắc hoài mà nhớ Mỹ Hương, vừa nhắc cái tôi nhớ Mỹ Hương liền. Em ơi, có thể cho vào cái menu của em được không? Hợp âm chuẩn, bạn biết đàn hả? Dạ em không biết chút xíu ạ. Em đàn gì? Em là đàn piano thôi ạ. Cho em hỏi là hai anh có anh nào biết đàn không ạ? Anh biết hát không, anh biết đàn em. Em hát tặng chị một câu cho bốn bạn nữ nghe luôn. Dạ đúng rồi ạ. Vô ta. Sẵn đây tặng cho bốn bạn gái luôn. Là bài Về đâu mái tóc người thương. Ok. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Dạ được rồi, cảm ơn được. Ok, rồi đã hay. Không nghe được, nghe vô là em. Này mà chiều chiều ở Cà Mau, ngồi trên chiếc vỏ lãi, hai vợ chồng chèo đi, ông chồng cất giọng hát, cò về đâu mái tóc người thương là thôi rồi. Rụng liền. Chúng ta nắm sơ sơ rồi ha. Không biết là hai bạn có cái phần ấn tượng gì chưa nhỉ? Em cũng đã có rồi đó. Vậy trước khi tới cái phần mà ấn tượng để cho hai bạn nghĩ là giữ lại bạn nào, chúng ta giải lao trong vòng ít phút. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe phần chia sẻ là mỗi bạn ở đây ấn tượng với ai. Đầu tiên xin mời Thông nhé. Dạ, cái người bạn gái mà khiến em có ấn tượng nhất trong bộ bạn gái này đó là bạn nữ số 4. Mời giữ lại số 4. Wow. Thưa ông Tơ, bà Nguyệt, thưa vị khán giả. Dạ, tôi muốn lấy vợ lắm rồi. Nói chung là ấn tượng chút xíu thôi. Dạ, ấn tượng nhất là bạn số 2. Ấn tượng bạn số 2, mời giữ lại bạn số 2. Wow. Ở trên đây thì tất nhiên là có ba chàng trai. Chắc là tôi mời anh Trương Thế Vinh. Anh ấn tượng với bạn nào, tôi chọn lại giữ lại luôn. Hai bạn còn lại thì em ấn tượng với bạn đầu tiên hơn. Mời giữ lại bạn số 1. Và mời tất cả quý vị gặp gỡ bạn số 3. Ôi, chào em. Xin như thế này cơ mà. Rồi. Cô bạn thân gửi một dòng tin nhắn từ trời Tây, nơi cô đang du học, nói rằng bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám, chỉ là nỗi buồn làm mình muốn chối bỏ những ngày xanh thôi. Có lẽ bạn đúng, và mình cũng sẽ như bạn. Chưa gặp được người khiến tần số mình rung động, đơn giản chỉ vì hạnh phúc đang lạc trôi đâu đó chút thôi. Một cô gái rất là xinh đẹp. Xinh thiệt là xinh. Và chúng ta đã đánh mất một cơ hội. Cô nàng vừa bước qua hai ảnh chán dáng luôn. Hai nói chưa hồi xinh quá, xinh quá. Bây giờ có thể là nắm tay em được không? Được. Bắt tay cái đôi này. Trải đá, trải đá. Cũng không có hỏi được em nhiều, cho nên cũng chưa có biết, không ấn tượng được nhiều. Rồi cũng sau chương trình này chúc em là sẽ tìm được một cái người mà chung tần số. Thì có sao chương trình có thể mình làm bạn. Trước tiên là cảm ơn anh chị. Trong ba anh này có anh nào gu em không? Anh ạ. Anh thấy có lỗi quá. Nói nè, đồ cặp nữa kìa, đồ cặp giống nhau nữa kìa. Có duyên rồi. Anh rất xin lỗi bởi vì anh lại không giữ lại em. Cảm ơn em rất nhiều. Okay. Cảm ơn em nha. Như vậy là đã xong vòng 1 rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2, có tên gọi là thử thách của nàng. Xin mời.
Thưa quý vị, như vậy là ba cô gái của chúng tôi đã lựa chọn ngẫu nhiên thử thách của mình. Thì theo thứ tự như sau: ở vị trí thứ nhất sẽ là xử lý tình huống, thứ hai sẽ là một phần trình diễn nghệ thuật, bạn thứ tư cũng vậy, một phần trình diễn nghệ thuật. Đầu tiên thì xin phép mời bạn ở vị trí thứ hai với tiết mục của bạn, xin mời. Đi ra đây nhìn thấy mấy chàng trai trong lúc biểu diễn, không biết là cảm nhận của em như thế nào? Dạ, hơi có chút run. Một ca sĩ biểu diễn, anh nghĩ chắc là em cũng có kinh nghiệm sân khấu nhỉ? Gặp mấy anh này bị run luôn. Dạ, bị run. Đẹp trai quá hả? Đẹp trai hơn sức em tưởng tượng. Hơn sức em tưởng tượng. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại ha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Ok. Tiếp theo là thử thách của bạn số 4, cũng là một phần thi nghệ thuật ạ. Xin mời.
nguyên một phim trường ai cũng muốn đưa em về hết. Hai cái ông quay phim ổng cũng xuống dưới đây rồi. Lúc này chị Hương nói là Nguyễn Hà một bài mà nguyên cả phim trường ai cũng muốn đưa cô ấy về cả, nhưng mà người duy nhất được đưa cô ấy về sẽ là em. Ai nói? Quan trọng là cổ có gọi cho em hay không gọi nữa. Không đó. Yeah. Dương, rồi ra đây rồi thấy hai thanh niên nhà anh thấy được không? Quá được. Em nghĩ thanh niên nào là Thông và thanh niên nào là Toại? Em chỉ biết là anh chọn em là anh ở Huế đúng không ạ? Dạ. Thì em cảm nhận thế đi, anh nào sẽ là Huế? Anh này là Huế đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Và cảm nhận sao? Em nghĩ rằng là có lẽ Hương sẽ là cái nửa mà sẽ làm cho cái cuộc sống đang u sâu của em nó sẽ đồng hình. Cảm ơn em rất nhiều. Em cảm ơn chúng ta người gặp lại nha. Anh Vinh anh cũng bối rối luôn rồi. Em hơi thôi. Chúng ta sẽ đến với lại thử thách cuối cùng của bạn ngồi ở vị trí đầu tiên, xử lý tình huống. Bạn Phương thì có một cái thử thách thì chị xin hỗ trợ em ha. Có thể là chị sẽ làm gì em khó chịu hoặc là em thoải mái, em cứ theo cái cảm nhận của em để mọi người biết về cái khả năng cũng như cái tánh tình của em luôn ha. Chắc là nhờ anh Trương Thế Vinh luôn ha. Anh Trương Thế Vinh sẽ đóng một cái vai là người bạn đời hoặc là bồ hay bất kể như là cái gì, em cứ ứng biến theo như vậy. Chị chỉ xin em vài phút thôi nha. Ok. Mời Trương Thế Vinh. Em ơi. Dạ. Mình yêu nhau cũng 3 năm rồi, gia đình anh hối cưới quá. Em về em nói mẹ em đi chứ anh thấy mẹ em làm như không ưa anh á. Chuyện này em cũng nói với mẹ mấy lần rồi anh. Nếu anh thương em á thì anh phải cho gia đình em một thời gian nữa để em thuyết phục mẹ em nha. Nói chuyện với mẹ đi. Dạ. Anh đi về với em luôn không hay là mình em thôi? Anh nghĩ là em nên nói chuyện trước và dạ, anh sẽ đến sau. Dạ, dạ rồi. Anh đi nha. Dạ. Phương ơi Phương. Dạ. Làm gì vậy cưng? Con chỉ mới về là má. Má đâu má, tao chị mày chứ má nè. Tao trẻ vậy là má. Má nói với chị, qua nói chuyện với em. Ngồi đi cưng, nhà mình môn đăng hộ đối. Dạ. Chị lấy chồng là chị phải lấy chồng ngang cỡ, đẹp trai, con nhà giàu. Chị nghe đồn đâu là em quen với anh Trương Thế Vinh phải không? Dạ đúng rồi. Nhà đó nghèo quá, má không chịu. Má qua nhà chị, má ngồi bển, má khóc sùm. Bây giờ em nói sao nghe cho được. Chị về chị nói với má chứ má không có chịu thằng Vinh. Chuyện này á chị, em cũng nói với má mấy lần rồi. Em biết gia đình mình giàu có, nhưng mà thiệt không phải sự giàu có em, giàu lắm. Nhưng mà thiệt sự người em yêu á chị, người quan tâm chăm sóc em thiệt tình là anh Vinh. Ai cũng nói câu này đó, em thuyết phục vậy sao chị thuyết phục má cho em được. Bây giờ em nghĩ coi, nhà có hai chị em mà giờ chị lấy người chồng môn đăng hộ đối rồi. Công nhận là anh không có thương chị nhiều, anh phải đi làm nhiều tại vì anh kiếm tiền. Nhưng mà bù lại anh cho chị của. Bây giờ em thuyết phục sao mà chị nghe chị được lòng mà chị về chị nói với má. Đâu làm sao anh Vinh của em có cái gì. Chị ơi, lúc trước á, em biết má cũng thương em, cũng cho em gặp mấy người rồi, nhưng mà em thấy người ta tánh tình người ta giàu vậy thôi chứ thiệt sự người ta không có thương em chị. Rồi từ từ về thương giống như anh hai em vậy đó. Hồi đó đâu có thương chị đâu, chê chị quá trời luôn. Nhưng mà lúc lấy chồng á, chị đeo 20 kg vàng lên cái anh chịu liền. Có nhiều cái còn quan trọng hơn tiền bạc chị. Cái tình nghĩa và cái sự yêu thương á, cái đó em nghĩ không có gì mua lại được hết. Vinh nó đẹp trai thiệt nhưng mà nó nghèo lắm, hiểu không? Đừng có lấy nó để chị làm mai cho em của chồng chị được không? Hai chị em mình là lấy hai anh em bên bển luôn, gia đình người ta giàu quyền thế. Chị ơi. Sao? Nếu mà chị thương em á, chị về chị thuyết phục má cho em đi. Em thương anh Vinh thiệt lòng á chị. Nhưng mà em cũng chỉ nói là em thương ảnh thiệt lòng thôi. Ảnh dạ, có cái gì để chị về chị thuyết phục má cho em? Ảnh không có như người khác chị. Anh lo lắng cho em. Anh mua thuốc, anh lo cho em từng chút một. Cái đó là điều em cảm nhận được. Trời ơi, ai bệnh mà không mua thuốc em? Dạ. Trời ơi, chị bệnh mà chị nhỏ mà sớm còn mua thuốc cho chị mà. Dạ. Hiểu không? Dạ. Trai mà nó muốn lấy gái nó xạo dữ lắm. Có gì nó không thuyết phục chị thì chị nói với má cho. Những người khác á, em tiếp xúc rất là lâu rồi. Nhưng mà anh Vinh á, tuy em tiếp xúc không thời gian á, chỉ có nửa năm thôi. Nhưng mà thiệt sự á, em dành tình cảm cho anh rất là nhiều. Em tin được chị. Chị nếu mà chị thương em á, chị về thuyết phục má cho em đi. Em nói thiệt trong nhờ. Bọn Vinh nó bóp tay em mạnh dữ vậy luôn hả Phương? Sao em bóp tay chị mạnh dữ vậy? Dạ, cái lúc mà anh em buồn như vậy á, anh nắm tay chặt tay em lắm. Bóp mạnh không? Dạ không. Nhẹ dạ, nhẹ hơn đúng dạ, không? Đúng rồi. Chứ giờ em bóp tay chị đau quá. Nói chung là giờ chị về chị nói á, là đó quen Toại hay là Thông gì á, dạ, là chỉ có lo bề ngoài thôi. Dạ. Đúng không? Chỉ có Vinh á là lo cho em. Dạ. À, chu đáo từ lúc bệnh hoạn. Nhưng mà ví dụ như tại vì giờ Vinh á là nó biết gia đình mình giàu, còn nếu mà gia đình mình nghèo thì Vinh nó lòng ý lấy không? Em sẽ thử ảnh chị. Thử hả? Em đã thử rồi. Thử bằng cách gì? Chị. Kêu Vinh vô đây thử chị coi đi. Dạ. Vinh ơi Vinh, đứng chưa cửa. Dạ, anh Vinh ơi.
Anh đây. Này chị gái em mới gặp chị gái em anh. Hả? Dạ. Chị em hiền không? Chị ruột á. Chị ruột. Hai chị em y hai giọt nước thấy không? Em chào chị. Ừ. Anh ngồi đi. Dạ, dạ. Làm rể gia đình tôi chưa đồng ý đâu có được ngồi. Ủa? Trời ơi. Cho em đứng cái gì? Em đứng thế này kỳ quá. Không, em đứng y cái tư thế đó đi. Tôi chưa có trả lời trả vốn gì mà vô nhà tôi ngồi thì làm sao? Vậy nữa. Ủa đứng cái tư thế nãy ra cho tôi coi coi. Ừ vậy. Thế đó đi. Chị ơi, nếu mà anh đứng thì em cũng đứng chứ em có ngồi đâu. Ủa, sao mê trai dữ vậy cô? Đi nghe lời chị đi, chị mình đứng cái thế giống vậy đi. Đứng tư thế giống nhà hai đứa nó tư thế đó coi. Dạ thôi. Là Phương đứng luôn tư thế đó coi. Coi có đồng vợ đồng chồng không? Ừ, đứng đó đi. Để chị gọi điện về tâm sự với gia đình bên chồng chị. Tí đồng hồ lại chị quay lại cho nói chuyện. Chị em luôn quá chị. Cậu xạo cậu. Cậu mê em gái tôi. Anh nhìn cậu ngồi chịu mà. Chứ. Rồi giờ cậu nói cho tôi biết nè. Cho cậu ngồi đó. Cậu thuyết phục cảm sao chị. Để mà tôi đồng ý tôi gả Phương cho cậu. Dạ. Thì em thì nhà em nghèo em biết. Em sang đây Nghèo vẫn được sang vậy. Em mỗi lần em sang nhà đây là em phải mặc đồ lịch sự. Em muốn lấy chồng thuyết phục chị coi. Em thuyết đâu phục phải nhìn nó muốn lấy vợ đâu mà nó thuyết phục chị. Em thuyết phục chị sao đâu. Em nói thiệt chị luôn. Anh Vinh không phải nhà nghèo đâu chị. Làm gì vậy? Anh làm tiếp viên hàng không á chị. Dạ. Chẳng qua lúc trước á là nói như vậy á thì để thử lòng em. Tuy công việc anh đi rất là nhiều nhưng mà anh rất là quan tâm em, quan tâm em. Phi công phải không? Em tiếp viên thôi vậy. À tiếp viên thôi. Lương tháng nhiều nuôi nổi em tôi không? Dạ đủ ạ. Nói chung là tụi em có nhiều ăn nhiều thôi. Đùm bọc lẫn nhau. Em không có nhờ gì bên đây đâu chị đừng lo. Gia đình giờ... chị định gán bé Phương cho 20kg vàng đó. Dạ nó khoảng nhiều để em đem xe qua chở. Trời đất ơi. Cái gì vậy trời, nó không nhờ giả dạ, gia đình bên tôi. Không nhờ mà cho thì lấy. Em sao nó qua nó hôi của gia đình nhà mình quá kìa Phương. Không hôi, dư thì để mua đi. Phương em đang thuyết phục chị mà sao rồi qua chở vàng gia đình nhà mình vậy. Dạ anh Vinh đó chị, cái tính anh vui tính vậy thôi. Chị nghe đồn là nhà Vinh xa lắm, tuốt ngoài Huế lần đó. Dạ Huệ thì em cũng đi chị. Đi luôn. Dạ. Nếu mà ra Huế em cũng đi. Dạ. Về Cà Mau đi không? Dạ đi. Thương dạ, nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội và mấy đèo cũng qua. Mà nghe đồn là bên nội bên ngoại có mình em mà. Chị sợ ông Phương nhà chị á, con nhà giàu từ nhỏ lớn nó không làm gì hết. Nó ra đó nó mừng dâu không được. Không biết ý Vinh sao. Dạ 20kg vàng là giải quyết xong hết rồi chị. Giải quyết xong hết. Đúng không? Còn nếu gia đình chị nghèo không có 20kg vàng cho gia đình em. Dạ thì cũng không sao à. Để tụi em tự lo với nhau vẫn được. Vậy là Vinh vợ Cà Mau hay Huế gì cũng chịu làm dâu. Dạ. Khổ em chịu đúng không? Dạ. Vậy thôi để mâm chị về chị nói với má. Dạ. Hen. Thôi không còn nói gì được nữa hết. Bây giờ chăm xe 10 vàng vậy em cũng chịu lấy Cà Mau hay Huế vậy em cũng đi đúng không? Dạ. Thôi vô trong phòng đi rồi nhiệm vụ của chị với Hiền Vinh đi qua thuyết phục má nghe không? Dạ rồi. Vô phòng liền. Ơi. Vô phòng liền em ơi. Dạ. Để đây trai đông lắm. Đi vô phòng liền. Rồi tôi với ông về nói với má. Sau cái phần thử thách này rồi, hai em suy nghĩ thật kỹ coi coi mình có sự thay đổi nào không và ấn tượng nhất với cái phần nào. Chúng tôi sẽ quay lại ngay các bạn, đừng rời màn hình nha. Vâng, bây giờ thì khá là quan trọng. Hai bạn muốn giữ y quan điểm ban đầu hay là muốn thay đổi? Mời bạn Thông trước. Em vẫn giữ nguyên cái ấn tượng của em dành cho Mỹ Hương. Cô gái năng động, welcome to xứ Huế nha em. Ba con hả Toại? Đối với bạn số 1 á, em có một chút xíu gì đó gọi là xao xuyến. Có thể là em xin thay đổi. Xin thay đổi, giữ lại số 1, mời đèn của số 1. Tôi mời hai bạn lên đó quay mặt về đây. Chúng ta sẽ được xem hình ảnh thi của ba bạn. Mời ba màn hình. À. Số 1 sao ạ? Số 2 ạ? Rồi số 4 nè. Như nhau. Nói gì nữa, mời tắt ba màn hình. Hai đứa về đây. Mời gặp gỡ bạn số 2. Xin mời. Chuyện yêu đương suy cho cùng cũng giống như mây trên bầu trời anh ha. Ai giữ nổi người muốn đi, cũng như việc chẳng ai đủ sức níu kéo người đã hết thương. Vì yêu đương tựa đám mây trôi, nên anh đi rồi, khoảng trống trong mắt em bỗng chốc trở nên vừa vặn để chờ đón một vóc dáng khác. Có điều chưa phải là hôm nay thôi.
ban biên tập kiếm đâu ra các cô nào cũng xinh. Xin lỗi em. Quá dạ, xinh. Dạ có gì đâu. Cái bạn số 1 á, đối đáp với chị Hương với lại anh Vinh á, chạm tới trái tim của anh vậy đó. Cho nên là anh bị rung động. Anh bị rung động có chút xíu là sao xuyến, cho nên là nghiêng về bạn số 1. Có thể là do Việt Hương với Trương Tế Vinh làm mai thì thích mấy bạn đẹp thì hay khen coi. Nhưng mà ở đây không phải là đẹp không nữa, còn phải là cái sự rung động của nhau. Khi em bước ra hai bạn đều trầm trồ hết. Trời ơi xinh quá ha. Vậy thì còn bao nhiêu khán giả trên truyền hình nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Ok. Và bây giờ đến vòng thứ 3, bí mật của chàng. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá điện thoại của hai chàng trai rồi nhé. Xin mời. Thông trước nha, mình sẽ khám phá thử cái anh chàng này, anh lưu hình ảnh ở Huế đẹp cỡ nào. Rồi kéo qua nè. Dạ. Nữa nè. Dạ hiệp đó chị. Cái xanh xanh tròn tròn đó là có vần vần vần, nó là cái gì vậy Vinh? Dạ cái này là cả dung điểm kiểm tra cả chuyến bay. À dạ dạ, để biết là công việc của em à. Dạ dạ, để cái sự kiểm tra chuyến bay. Dạ. Mình cũng biết thêm được nhiều cái app của làm việc ha. Dạ. Mỗi lần chị không biết, mỗi một nghề tới đây lại thấy một cái app khác. Cho anh xem hình đi. Dạ. Dạ, đó là hình em về thăm mồ của ba. À. Dạ, ba em mất như vậy là đã 8 năm rồi. Nhà em đông anh em không em? Dạ em chỉ có một cô em gái thôi ạ. Đây là cái công việc của em. Các cái bạn này đang vào trong cái khu chợ Đông Ba, là khu chợ nổi tiếng nhất ở Huế, để giới thiệu với các cái sản phẩm, các cái khoa học ở bên em. Cái này là vào năm 2016, lúc em vừa mới bắt đầu công việc dạy tiếng Anh. Lúc đó thì em dạy ở nhà một những cái lớp nhỏ lẻ như vậy thôi. Thực ra là cái việc mà em thành lập công ty của em thì cũng rất là tình cờ thôi. Bản thân em không phải là sinh viên ở chuyên ngành tiếng Anh, nhưng mà em đã học tiếng Anh từ nhỏ, từ năm 4 tuổi, từ những cái bài vở lòng đầu tiên của mẹ dạy. Đến vào năm 2009 thì tình cờ gia đình em gặp một cái biến cố, bố em thì bệnh và 2 năm sau đó thì bố em mất luôn và em thì phải bỏ học đại học bởi vì là không có tiền học phí. Thì lúc đó em làm đủ nghề để sinh sống, từ phục vụ bàn, từ giữ xe. Rồi tình cơ có một hôm em được nhận vào làm cho một tập đoàn quốc tế. Dù mình có tiếng Anh nhưng tiếng Anh của mình không phải là tiếng Anh chuyên ngành, nhưng mà em lúc đó em cũng liều quá, em nghĩ là thôi bây giờ mình đâu có gì để mất đâu, thì mình đăng ký vào làm đại vậy. Và không ngờ là sống sót qua được 2 tháng. Và sau đó đến năm 2015 thì cũng tình cơ qua mạng xã hội, em thấy được có một cái bạn đó đăng bài lên là muốn đi học tiếng Anh để đi phỏng vấn du học Mỹ. Ok, mình nghĩ mình cũng đang rảnh mà, mình sẽ làm. Sau đó mình nghĩ là ô nếu như mình làm được một người thì mình sẽ làm được với nhiều người. Vậy là em thử đăng bài cũng lên, đăng bài trên mạng vậy. Ở mình là tên này tên kia, ở đây mình có nhận lớp dạy này nọ, dạy nhỏ lẻ nha, về tầm khoảng cỡ 2 năm. Đến năm 2017 thì em cũng quyết định thành lập công ty, một trung tâm Anh ngữ của riêng mình. Cho đến nay thì bọn em đã có 2 cơ sở ở Huế và 1 cơ sở ở Vũng Tàu đang chuẩn bị mở. À, giỏi vậy. Nói gì nữa, qua điện thoại cứu toại coi có gì chồng. Ai vậy em? Dạ em ngầu quá. Ngầu quá không nhìn ra hả? Dạ. Ha, cho vô coi hình ảnh gia đình đồ gì đi. Phương biết nấu đồ ăn không bé Phương? Dạ em cứ rất là hay nấu ăn chị. Cua xào me biết làm không? Dạ biết. Bánh canh cua biết không? Dạ biết. Rồi về Cà Mau làm dâu. Cà Mau là xứ cua mà phải đúng mùa dưới. Này là hôm trước á, là ở công ty có tổ chức cái buổi mà đi thiện nguyện, là đến những cái trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo hoặc là người khuyết tật vậy đó. Thấy thích nít là thấy chịu. Không có luôn đấy. Mới thấy đâu bằng hoa cái cổ đâu. Đâu một gian kia. Cái này là em hôm trước là tình cờ em gặp ai? Chibu. À gặp Chibu thích được. Quá xin gặp tấm hình thôi. À, chứ gì hết. À chứ phải bằng gái cũ. Dạ. Cũ ông ta mắc gì tôi nạt ta dữ vậy trời. Thì cái thổ của ai liền bảo vệ cho Phương chứ. Cái này là ở công ty đang công đi ty. Làm. Em lên đang đi làm có gì khó khăn? Em học năm thứ 2, em ở chung với ở với anh hai. Anh hai là nuôi toàn bộ là ăn uống rồi chuyện học phí rồi này nọ luôn. Anh hai lo hết. Anh hai lo hết. Nhà em mấy anh em? Dạ nhà em ba anh em. Ba đâu? Ba với mẹ là ở như là trong ruộng á. Trong ruộng. Còn dạ. Em với mấy anh thì ra ngoài ở chợ. Ngoài chợ. Giống như là anh hai con bị trắng tay luôn, cho nên là em quyết định là em, anh hai, cả anh ba, cả mẹ luôn, chỉ ba ở nhà thôi, là mỗi người đi một nơi, nói chung là làm chia tất ra. Cả chia ra tư phương tất cả công việc luôn để có thể là trả hết cái số nợ đó. Thì chung là bây giờ là cũng ổn định rồi, bây giờ thì cuộc sống nó thoải mái hơn. Hai bạn gái đã nghe những cái gì chia sẻ của hai bạn trai trên đây, quyền quyết định là của hai bạn có gọi cho hai bạn nam hay không. Nhưng mà trước khi đó, để cho hai bạn gái khám phá thử cái điện thoại của hai bạn nam, trong lúc hai bạn nữ đang khám phá cái điện thoại, chúng ta giải lao trong vòng ít phút.
Hai cô gái cũng đã xem xong điện thoại của hai bạn nam. Chúng ta cùng tiến lên trên để chờ xem hai cô này có gọi không ha. Không biết là bạn Thông bên cạnh tôi đang cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là rất là hồi hộp và có một chút gì đó hy vọng rằng là hôm nay mình sẽ không đã về một mình. Mời bạn đưa điện thoại ra phía trước. Mời. Chị Hương nói là Nguyễn Hải một bài mà Nguyễn cả phim trường ai cũng muốn đưa cô ấy về cả. Nhưng mà người duy nhất được đưa cô ấy về sẽ là em. Trời đất, máy nghe luôn, nghe luôn. Nghe, nói gì đi. Alo, chào anh. Em nghe nè. Anh hy vọng rằng là cuộc điện thoại này sẽ là bắt đầu của một cái gì đó nó tốt đẹp và lãng mạn về sau cho cả hai đứa nha. Dạ thôi em đừng nghĩ. Quay lại. Bất ngờ chưa? Bé xinh ơi là xinh. Nhìn nhau, rồi, quay nhìn với nhau đi. Không. Anh tin rằng là cái lý do để anh ra Hà Nội chính là em thôi. Mới đi Hà Nội ha, gần gũi. Giờ ở đây Tội rung, tay lạnh, quýu, bóp nát cái điện thoại. Nói câu gì đi Tội. Phương ơi, nói chung là hy vọng là cái điện thoại sẽ đổ chuông. Tại vì cái cuộc gọi này nó rất là quan trọng. Nếu như mà cái màn hình mà cuộc gọi này nó lên á, thì có thể là trong năm nay anh với em sẽ về ra mắt mẹ của anh. Xúc động quá trời. Má ơi má, má dưới Cà Mau ơi, má chờ nha. Bây giờ quyết định là của bé Phương. Rung quá. Bây giờ chúng ta đếm nha. 10 Đối với bạn số 1 á, em có một chút xíu gì đó gọi là sao xuyến, em tin thay đổi. Anh bị rung động. Bị rung động, có chút xíu là sao xuyến cho nên là nghi về bạn số 1. Alo anh. Dạ anh nghe, dạ nói gì đi. Dạ anh rung mới không biết nói gì luôn Phương. Trời ơi rung quá, quay lại đi. Sao đi kìa. Em có anh... có thích vùng quê sông nước không? Em cũng rất là thích vùng quê sông nước. Bản thân á, lúc nãy em nghe anh chia sẻ dòng nhạc anh thích là bolero, dân ca trữ tình, thì thực sự dòng nhạc đó cũng là dòng nhạc em thích. Vậy là mình có điểm chung. Đúng rồi ạ. Xin nắm tay. Giờ nữa, không, giờ mình rung quá. Cho nên giờ mình nắm tay cái cho nó thử cái ấm. Các bạn nếu mà tiến xa hơn đám cưới làm ơn gửi clip về chương trình tần số chúng tôi giùm nha. Mỗi lần mà kết được cái một cặp nào là tự nhiên tôi thấy anh Vinh mặt anh buồn hẳn đi. Bao nhiêu người nắm tay nhau mà anh cũng chưa ai nắm. Các bạn cứ đăng ký về chương trình tần số của chúng tôi để nếu mà không kết được hai cặp này tôi cũng kết được cho Trương Thế Vinh. Và đây là một trái tim kỷ niệm đánh dấu ngày các bạn gặp nhau. Tôi hy vọng là ở đây sẽ có hai tình yêu nảy nở theo thời gian nhé. Nè, ai có tin vui thì nhớ nhắn vào cho chương trình. Chúc mừng. Dễ thương quá. Tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau. Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về, bao ước mơ một đời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu. Đẹp quá trời, hát câu bé. Nhưng mà em hát em sợ làm vỡ cái không khí mạnh. Không, em cứ hát đi, nó đã vỡ rồi.